0140 điều hiển oánh bác sĩ Oánh Huế Bảo Trung. Không một bốn mươi điều. Okay, can you click on the two behind you? Okay. Four. 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 On this? Oh, mình đã gắn xong luôn. Okay. Hai không. Nãy ai nói under hai game là đúng rồi đó. Thua bằng tôi. Rồi thua con nữa. Nếu mà không cho thôi mà muốn tiếp. Đang định đưa mà đi lên được. Mình đang định mình chưa chuẩn bị đấy cô đánh, cô tư rồi đánh có lưới. Điểm phạt cô tùy vậy đi, anh không làm gì làm đi. Cô đánh có lưới chứ nó thua đâu. Không chơi thôi. Thua 40. Cô đánh chưa nữa mới lâu đánh. Đánh chưa đừng nó chuẩn bị đi cô đánh có lười hai cài vô duyên chứ vô duyên chị giờ sao để trọng tài biết ngồi hay là xuống à, bây giờ nè muốn vậy đó tôi cho hai ông thua phân nữa vậy thôi đó. Vậy là anh ra anh phải trả bốn triệu rồi anh không có trả anh ngoài là thua nữa hết đi. Là mỗi người thua, mỗi người trả 20. Ông lại thua nữa luôn nha. Đúng. Anh nói anh ra. Anh tại vì ông làm cái kiểu đó người ta dặn ông đúng rồi, người ta chưa chuẩn bị bọn giao bóng là không có đúng. Ông đâu đi ảnh thua 200 anh thua nhiên lên. Đúng rồi, ông có chuẩn bị không có gì hết. Ông về tờ di mật nơi cho tôi chứ đừng ông thành có thua 200 anh. Ông phải lo chứ đúng. Tại chứ là tôi đang định đi tâm được là ông tọt có lựa thua 200. Có ai mà đặng được. Nếu mà mọi người đang coi la trên TV này nọ thì mọi người thấy là partner chửi lộn cãi lộn như nhau. That's what happened. Người nào mà ngồi ghế của em chưa nghe em dậy nhà má đứng lên giùm em thì không đứng lên là bị như vậy đó. Rồi vậy bây giờ thì sẽ như thế nào? Đúng rồi, ông Ánh đánh cho đẹp đẹp, ông chơi cái đó là không đúng chứ. Ông có lịch sự với partner của ông. Cái đó là nói thiệt. Đúng rồi. Không. Đâu 15.
đó là từ khi mà đổi qua cái giờ hết của chưa có biết là chưa thua trận nào hết nha. Chỉ có thua hơn nữa thôi. Đúng rồi, giả bộ cái lộn thắng người ta đó. Nào. Mấy Nguyễn, 30 điều hay 15, 40. Là 40 hay không? Em bên đây có chiến thuật gây lộn, bên đây có chiến thuật thả được game. Nhiều có chiến thuật á. Một hai. Dạ. Trời ơi, tôi thương con quá. Trời, chú cũng thương con luôn, cảm ơn quá. Còn mít quá ngon ha. Còn ghê luôn cậu ơi. Rồi bên quen nhà bóc. Không hay. Đề nghị anh Liêm không làm phiền trọng tài nữa. Không, 15. Có độ thơm, có độ thơm. Vô lộn xăng. Mười lăm điều. Nào. Ao 15-40. Ao. Mười lăm không?
1. 3-1. 3-1, 30-0. Ao, 40-0. Em. Nó quên hết hồn luôn. À, ông đem giận là biết rồi đó. Khá anh à. Blow up Panda, make some money after of the racket. Yeah, xin mời, xin mời. Ủa, Quýnh thắng cái chặng nữa, lấy được cái vốn giật nữa rồi. Ok, Quýnh. Chọn trái banh. How you call it? À, 1-4 hả? 1-4. 1-4. Ao. Asin, Asin. Mười lăm không? Ao, 30-0. Gì? Làm gì vậy? 30-0. Rồi anh quýnh trúng người ta được 2 điểm luôn. 40-0. Quánh còn tỉnh biết tỷ số. 40-0. Đâu? 2-4-2. Đúng không?
Tốt bên. Không, 15. Đẩy vào đây bảo cho bóng. Không, 15. Ao. Nó bảo đã khóc rồi mà hơn chúng anh nó cũng. Mười lăm ba mươi. Tốt. Tốt, 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 trúng, trúng góc, trúng góc mà. Mười lăm bốn mươi. Yeah. Game. Ini ni ăn hết rồi đó. Bây giờ có cần 5 phút time out để đi nổ không? Bên đây cho bóng, bên quen cho bóng. Trung giờ hết nhớ gì rồi. Ok, 3-4. Một gian tay. Mười lăm điều. Mười, 30, 15. Quanh đã có tiếng nói, Quanh đã có tiếng nói.
30 điều. Gì giờ đứng trong đầu gối rồi. 30 điều. Ông vợ cái đó. Ông vợ cái đó. Ừ. 30-40. Bốn mươi điều. Đồ. Ba bốn. Bốn mươi điều. Add in. Ủa anh lấy cho anh đưa cho partner không cái coi. Ba bốn add in. Bốn mươi điều. Ow. Bốn mươi điều. Cần tham áo không? Quen đâu có nói quê. Hỏi có què không? Ừ. Mày đây, mày đây. Đi chưa? Đi bút. Nó nó nó. Đi đâu? Add in bên đây. Add in bên đây. Giờ bên đây cho hoài không? Chân người ta đau rồi.
không được chứ. Bên... Rồi giờ mỗi bên 15 đồng được rồi phải không? Rồi gì vậy thôi. Thôi ông quánh, ông quánh, được rồi ông quánh ơi. Đúng rồi, ông quánh chơi đẹp. Cũng chơi xấu. Ông quánh vô là phiền.